Tiểu sử ông Nguyễn Thanh Nghị, bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Ông là con trai cả của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất ở thời điểm hiện tại. Con đường công danh. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông cũng từng là bí thư tỉnh ủy. Thời thanh niên, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 1 năm 1999. Bấy giờ, cha ông đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng PR và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, sau khi học xong tiến sĩ ngành kỹ sư công chính tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, ông trở về trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, ông Nghị được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương. Tại thời điểm này, khi phóng viên tờ Tuổi Trẻ hỏi về nguyên nhân thành công trong công việc, ông Nghị đã chia sẻ: "Nhờ cả truyền thống, gia đình và nỗ lực của bản thân tôi, nếu được nâng đỡ mà làm một việc không được, làm hai việc không xong, thì làm sao đứng vững được, đặc biệt trong công tác chuyên môn giảng dạy. Theo tôi, truyền thống gia đình là nền tảng nhưng không thể lấy đó làm sự nâng đỡ, và trong các ngành nghề chuyên môn thì không thể nâng đỡ được. Sức ép dư luận về truyền thống gia đình càng làm bản thân tôi có động lực để phấn đấu và làm việc tốt hơn." Cũng trên tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ: "Thời gian rảnh rỗi tôi phải đọc rất nhiều sách, đặc biệt là sách kỹ thuật. Ngoài thời gian dành cho gia đình, tôi thích chơi quần vợt với bạn bè." Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011/QĐ-TTD do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch thay cho Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Cha ông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng làm Bí thư huyện ủy Hà Tiên, nay là thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Sau được bổ nhiệm làm Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh ủy, ông Dũng cũng từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam. Về gia đình học vấn, ông có bằng tiến sĩ, là con trai cả của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Thanh Nghị đã có gia đình riêng, vợ ông là người gốc Hà Nội, cũng từng là lưu học sinh tại Đại học George Washington, Mỹ. Em gái là bà Nguyễn Thanh Phượng, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Em trai là ông Nguyễn Minh Chiết, sinh năm 1988, là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn. Về quan điểm chất lượng đào tạo trong giáo dục, ông Nguyễn Thanh Nghị nói: "Muốn nâng chất lượng đào tạo, theo tôi phải đầu tư cơ sở vật chất vì nhiều trường quá chật chội, quá thiếu thốn. Thứ hai, phải đầu tư cho người thầy vì chất lượng thầy thấp thì không thể đào tạo trò giỏi. Thứ ba, phải đầu tư xây dựng giáo trình vì giáo trình giảng dạy đã cũ, không cập nhật cho phù hợp." Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ!